Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài phần lý thuyết cũng như là bài 1 và bài 2 của bài 42 ha. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 3 trở đi các em nhé. Ok, thì trong clip trước thì thầy đã quay cho các em ở cái phần viết công thức cấu tạo cũng như cách đọc tên của dẫn xuất halogen cũng như là ancol lại rồi. Chắc có lẽ chúng ta cũng đã nhớ lại rồi phải không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục đi sang bài số 3. Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng nếu xảy ra giữa ancol, ethylic, phenol với mọi chất sau, với natri này, với natri hydroxit là NaOH đấy, nước brom, dung dịch HNO3. Phải không nào? Như vậy thì ở đây các em thấy là giữa ancol, ethylic, phenol với bốn chất này. Như vậy thì ở đây ancol và phenol thì chắc chắn nó sẽ đều tác dụng được với gì? Với natri để tạo thành khí hydro. Các em hiểu nào? Đấy. Cái ancol ethylic nó không phản ứng với gì? Với NaOH đúng không? Với brom và với HNO3. Chỉ có cái anh phenol này mới tác dụng được với ba cái chất còn lại. Nghĩa là đầu tiên cái anh natri này là cả hai là điều tác dụng được, ancol ethylic với lại phenol là điều tác dụng được với natri, còn ba cái anh còn lại đây chỉ có phenol mới tác dụng được thôi, chứ ancol ethylic không tác dụng được. Em hiểu không nào? Đấy, ok. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy như này rồi viết phản ứng ra. Đầu tiên ta có là ancol và phenol điều tác dụng với natri. Như vậy thì ở đây chúng ta ancol ethylic thì chúng ta sẽ viết thầy đây là C2H5OH cộng với natri tạo thành C2H5ONa cộng hydro. Đây chúng ta cộng bằng D2, ở đây 2. D2 đáng lẽ chỗ này là 1/2 ha. Phenol là C6H5OH ta cộng với natri tạo thành C6H5ONa cộng hydro. Ở đây cũng là 2. Được chưa? Tiếp tục em. Chém kim thầy ở đây là ancol ethylic không phản ứng với ba chất còn lại. Chỉ có phenol mới phản ứng. Đầu tiên cho tác dụng NaOH nha, natri hydroxit. Như vậy đây là C6H5OH cộng NaOH tạo thành C6H5ONa cộng với nước. Tác dụng với brom thì tạo thành 246 tripromphenol, còn nhớ nè. Như vậy thì đối với tác dụng với cái anh brom thì các em nên viết dưới dạng công thức cấu tạo cộng brom. Nhớ đây là nhiệt độ và sắc, nhớ em thầy cái điều kiện nha. Điều kiện của phản ứng. Ở đây là nhớ ông thầy đây chính là cái tủa trắng này. Rồi. Cộng HNO3. Rồi tạo thành là 246 trinitrophenol các em. 246 trinitrophenol. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ viết lại công thức cấu tạo nó đây. Như vậy thì ở đây cộng với nước. Đây chúng ta cộng bằng đây là 3. Đây là 3, được chưa? Ok, được chưa nào? Rồi sang là câu số 4 em nha, câu số 4. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 4 em nhé. Người ta yêu cầu các em ghi đúng hoặc sai vào ô vuông cạnh các câu sau. Thì cái dạng này chúng ta được làm khá là nhiều rồi ha. Đúng thì thôi, nhưng mà sai thì chúng ta giải thích tại sao nó sai là ok thôi nha. Hợp chất C6H5CH2OH không thuộc loại nhóm chất phenol mà thuộc loại ancol thơm. Đúng chưa? Đây chính là ancol thơm. Cái này chắc chắn là gì? Chắc chắn là đúng nè. Đúng thì người ta không cần phải giải thích các em. Ancol ethylic có thể hòa tan tốt phenol và nước, đúng không? Chắc chắn cái này là đúng này. Ancol và phenol đều có thể tác dụng được với natri sinh ra khí hydro. Cái này không ai cãi hết, chắc chắn là 100% đúng. Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu vì tím, đúng chưa? Nghĩa là phenol nó vẫn thiền tính axit, đặc biệt là tác dụng được NaOH để tạo thành muối và nước, nhưng mà nó không thể làm đổi màu vì tím sang màu đỏ được, nên là cái mà thậm chí cái anh phenol này thì cái anh xích cách nó yếu hơn cả cái anh axit carbonic em. Cái đúng nè, ở trong trình học thì người ta biết rồi, như vậy cái này chắc chắn là 100% đúng nè. Phenol tan trong dịch NaOH là do phản ứng với NaOH tạo thành muối tan ha, thì cái này đúng. Nhớ cái anh mà người ta được học là anh rượu ethylic thì không tác dụng được NaOH, nhưng mà cái anh phenol thì tác dụng được NaOH để tạo thành muối và nước ha. Tiếp tục em. Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường. Đúng hay sai em? Cái này là sai này, tại vì nó ngược lại với câu E này. Vì đây là sự hòa tan hóa học, nó có xảy ra phản ứng nha. Như vậy thì cái này là sai. Chúng ta có thể giải thích một chút xíu ở câu G. Đó chính là vì đây là sự hòa tan hóa học có xảy ra phản ứng, chứ không phải là phản ứng hòa tan bình thường không. Như vậy thì ở đây chúng ta có là nghĩa là có sự biến đổi chất. Ok, đúng không? C6H5ONa cộng với nước. Chúng ta sẽ đi sang câu H. Dung dịch phenol trong nước là mùi tím hóa đỏ. Trời ơi, cái này sai từ lê từ lét. Cái này lại trái với câu D này. Câu H này trái với câu D này. Các em hiểu nào? Sai là vì cái tính axit của phenol rất yếu, nên không làm hủy tím chuyển màu, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái câu số 5, ở cái bài số 5 các em nhé. Chắc thầy quay bài số 5 nữa là ok, còn bài số 6, bài số 7 thầy sẽ làm cho các em một clip tiếp theo nha, thống nhất như vậy nha. Rồi. Câu số 5 em. Hoàn thành các dãy chuyển hóa sâu bằng các phương pháp hóa học. Ở đây có hai dãy chuyển hóa thôi. Metan CH4, acetylene CH2. Chắc có lẽ chúng ta còn biết công thức này chứ. Ở đây CH4 này, acetylene là CH2 này, ethylene là CH4 này, ethanol là CH5OH này, axit acetic là CH3COOH này. Đó, thì thầy sẽ hoàn thành em cái chuỗi này trước nha. Chuỗi này rất là dễ. Như vậy thì ở đây chúng ta có là metan là CH4. Chúng ta ghi đây là làm lạnh nhanh nha. Ở đây là 1500 độ C, nhớ thầy cái điều kiện. Để tạo thành ở đây là acetylene là CH2 cộng với hydro. Từ acetylene cộng tạo thành ethylene là chúng ta cộng với gì? Cộng hydro đúng không? CH2 cộng hydro để tạo thành CH4. Cái điều kiện của ta ở đây là cái gì em? Pd với lại trì carbonat, và ở đây có nhiệt độ em nha. Từ cái anh ethylene CH4 tạo thành ethanol, chắc chắn ta sẽ cộng với gì? Cộng với nước. Ở đây chúng ta ghi nhiệt độ xúc tác tạo thành CH5 OH. Đúng nào? Từ cái ăn rượu này tạo thành axit CH5OH. Chúng ta lên men giấm nha. Nhưng mà thì ở đây tạo thành axit acetic, nghĩa là CH3COOH cộng với gì? Cộng với nước em nhé. Ngay đây các em ghim thầy là men giấm nha. Rồi, được chưa? Quay sang câu B nha. Nhìn câu A thấy ok chưa? Rồi, thầy được chưa nào? Ta bấm dừng lại, chúng ta thầy ghi chép gì đó nhé. Thầy thì gấp cái tờ giấy lại, tại vì nếu để thì các em thì không thấy chỗ đây. Đó, rất là gọn gàng như vậy. Benzen C6H6, bromenzen, bromenzen đó chính là C6H5brom. Natri phenolat đó chính là gì? C6H5ONa, phenol C6H5OOH. 246 tribrom phenol thì cái này cái gì em đây đây ha, OH thì đây này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết cái này ra rất là dễ. Cái này thầy nghĩ thầy viết liên tục em, liên tục nên là các em chắc lẽ đã quá quen thuộc rồi ha. Cộng brom, nếu cộng brom có sắc với nhiệt độ nha, tạo thành ở đây là C6H5. Cái chữ brom của thầy nó tức ghê luôn, cứ cửa kéo xuống. Thầy viết mà thầy cũng cảm thấy tức bản thân thầy. Nhiều lúc có phải bị tự kỷ, bị điên mất. C6H5 brom cộng thầy đây là NaOH hoặc là gì em? Thôi cộng ở đây là NaOH đặc nha. Được không nào? Thì nó sẽ tạo thành cái gì em? Tạo thành từ từ đây là nhiệt độ cao, áp suất cao nha. Tạo thành tao viết cái C6H5ONa trước. Cộng Na brom. Đấy, chữ brom thấy ghét không? Cái tay sao mà nó nhanh lạy luôn. Tay nhanh hơn não luôn mà. C6H5ONa cộng với CO2 cộng với nước tạo thành ở đây là C6H5OH cộng là HCO3. Thì ở đây chúng ta có thể cộng với HCl cũng được nha, tạo thành C6H5ONa cộng với NaCl. Còn không em cộng như này cũng được. Tới phenol rồi thì cộng brom, tiếp tục đây là sắc nhiệt độ chiêm ra brom như vậy lấy ba. Rồi ok em. Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 6 với bài số 7. Ok. Được không nào? Rồi.